Các bạn chào cả nhà nha. Này ba chú cháu mình đi bắt cá cạn nha cả nhà ơi. Hello mình. Mời cả nhà theo chân mấy chú cháu mình nha. Các bạn sẽ bắt mương này nha các bạn, cá còn nhiều lắm các bạn. Trên kia bè bờ tát từ từ, bè bờ tát từ từ này. Rồi mình lấp bờ mình tát luôn nha các bạn ơi. Đường tông hậu, hậu đường tông hậu trắng nè, thường người ta trắng dữ lắm luôn. Bây giờ mình đắp, mình tát từng khúc một khúc nha các bạn. Lên họ tát của nó nhiều. Nó khô. Mình sẽ tát bên đây qua bên đây nha các bạn. Lớp mô này để mình bắt cá nha cả nhà. Đâu mình cua hay gì vậy? Đâu? Cái thằng cua rồi. Thấy không? Tát vậy, tát phải nổi thật chứ. Tát dài bởi bờ. Lấy rổ sẵn. Ở đây đúng không? Dưới đất nè. Dạ. Vậy. Dưới đất mày ngồi lên rồi. Đó, không có. Ngồi đi. Sống hả? Ôi chim chép ú. Giỡn mấy chứ con chép gì. Đó, màu đẹp ghê chưa. Đi mà màu đẹp. Quá trời.
bắt lần này nữa là thôi xong rồi đó. Hết ra. Đi lên đây bắt phụ nè Hậu. Giờ còn cái gì không? Ừ. Vô vô cá bự chích điện hết rồi. Vừa bắt đầu nữa. Vừa bắt ở đâu? Ừ. Đây. Xách đồ lên. Xách đồ lên đây nè. Đó Hậu xuống. Đứng nhìn con. Đứng tới chị Hậu lên đi. Trời ơi. Heo mất cạn. Chạy xuống sông hết rồi. Xuống sông con ngồi. Dạ dẹ 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 luôn. Chết rồi. Đầu tiên luôn. Ê, đầu là ai? Đầu tiên. Rồi. Đâu? Chừng ở trong cái thùng đó. Chỗ trong cái thùng á. Thì trong cái chủng đó. Nó gồm nó thùng.
Wow, dàn sạch quá. Khương nó ngán. Dàn đầy mắt luôn. Cá giờ giòn giòn hết bự rồi. Thảm chích hết rồi. Lạ hơn làm già nữa. Nó lội nó sao sách được. Xuống mệt lắm. Lúc lội xuống không sao. Cá tự dẫn lên bờ không? Nó phi con. Đợi đâu. Thì bắt đại em ơi. Nữa. Tôi là không sợ rồi. Sao? Hai bởi vì nó mà không xuống được. Hả? Đây, có cái bần nè các bạn. Trái rụng các bạn. Đây. Thấy không các bạn? Đây là cây tơ các bạn. Ồ, trái trên quá trời luôn. Tát này là, lần này là lần xong luôn á. Được con chim chép một. Đây, khán giả ngồi trên nè. Đây các bạn ơi. Rùa đồng nha các bạn. Đây mình dựng kho chả đựng chảo này nha các bạn. Đây là mới cá trắng với là tép với cá sạch với mấy cá mẹ nha các bạn. Đây là cả nhà. Rồi video mình cũng xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà yêu thích video mình xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ nha cả nhà ơi.
Giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà nha.